Công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Outdoor Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay anh Nguyễn giới thiệu đến cả các bác, các anh chị, các bạn và các em những mẫu đẩy rất phổ thông trên thị trường Việt Nam. Mẫu đẩy thứ nhất đó là mẫu đẩy CA sao 4900 và CA sao 2900. Thì hôm nay anh Nguyễn giới thiệu với các bác toàn là mẫu đẩy công suất lớn, tức là có thể các bác vừa chơi trong gia đình và sự kiện rất tốt. Đây bác này, thứ nhất là mẫu đẩy CA sao 4900 và CA sao 2900. Mẫu đẩy thứ 3 đó là BOCG AC 4850. Mẫu đẩy thứ 3 đó là CA 20 52 đèn và CA 30 màu ánh tím 64 đèn. Thì cũng đẩy CA sao CA 4400 này là 4 kênh các nhá. Còn cục đẩy CA 2900, tức đây là 2200 nhá, là 2 kênh. Thì cục đẩy này là một cục đẩy nó chạy công nghệ mới, là công nghệ GRH, và mỗi kênh của nó ra đạt là 800W đánh ở lỗi trở 8 ohm. Thế đây chính là cái thông báo của nhà xuất bác nhá. Anh nhìn vào đây em này, đây em ghi này, cục đẩy CA 2009 thân dài và cục đẩy CA 4009 thân dài. Thứ nhất nội trở 16 ohm là công suất nó ra là 400W, 8 ohm là 800W, 4 ohm nó là 1600W, 16 ohm là nhé, tiếp tục này, 2 ohm là 2000W, tức là công suất nó ra theo công suất, tức là theo cái trở kháng của loa. Nhưng thông thường ở Việt Nam mình ấy, loa thường là 4 và 8 ohm. Nhưng dòng loa Array người ta hay sử dụng loa 4 ohm. Anh nhìn nhé, thế là cục đẩy CA 2009 thân dài. Cái đó tức là đánh ở lỗi trở 16 ohm là 400W, 8 ohm là 800W, 4 ohm là 1600W và 2 ohm là 2000W. Đấy là cục đẩy CA 2009. Còn cục đẩy CA 4009 đánh ở lỗi trở 16 ohm là 400W. Các nhìn nhá. Tiếp tục này, đánh lồi trở 8 ohm là 800W. Đánh lồi trở 4 ohm là 1500W. Đánh lồi trở 2 ohm là 1800W. Thì là anh Nguyễn sẽ thông báo đến các bác giá luôn, bởi vì anh Nguyễn bây giờ nhập rất số lượng rất là lớn. Và giá rất hợp lý từ công ty CSA. Đây bảng giá các này, em ghi này. Cục đẩy CA 2900 thân dài anh Nguyễn cung cấp ra thị trường là giá là 5.500.000 đồng, thì xuất xứ ở Trung Quốc và thông số kỹ thuật đó là công nghệ GRH 2. Đây cục đẩy 2 kênh, công suất 800W trên một kênh 2009 nhá. Này em bán giá là 5.500.000, bởi em thông báo giá này ngày trước em thông báo giá rồi ấy. Mới làm kênh thì các bác, nếu mà khi các bác xem các bác có thể là nếu có nhu cầu mua các bác biết giá ngay, không đỡ mất thời gian các bác điện đúng không? 5.500.000. Tiếp tục cục đẩy CA 4900 thân dài có CA sao, thông số kỹ thuật là công nghệ GRH 4 kênh, công suất 800W trên một kênh. Thế này em ghi chú rồi, em bán hiện tại là 8.500.000 đồng, nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc, trọng lượng là 25.8 kg. Đấy. Còn cục đẩy này nó cũng trên 20 cân. Trên 20 cân trọng lượng. Bác nhá, trọng lượng đây. Thì cái giá này là em chưa bao ship bác nhá. Tức là giá này là em bán trần, tức là chưa có ship, chưa có cấp vận chuyển và không hỗ trợ dây rắc. Em nói lại này, cục đẩy CA 2009 này bán giá 5.500.000 đồng. Của hãng xe sang cục đẩy CA 4900 bán giá là 8.500.000 đồng, chưa bao ship, không tặng cái rắc. Thì như em biết được biết vận chuyển từ đây trong xa nhất trong Sài Gòn, cục đẩy CA sao này là mất phí là 210.000. Thế còn miền Trung thì rẻ hơn một chút, và Hà Nội chỉ hơn 100 một tí, thế còn đến Hà Nội là hơn 100. Đấy, đến miền Nam ấy, trong Sài Gòn tầm 200 theo cái thông báo của Viettel ấy, là em đã bán rồi. Thì cục đẩy CA 2900 thân dài là 5.500.000, cục đẩy CA 4900
là 8.500 là không phí vận chuyển, không bao ship, không bao ship đấy nhá, không bao ship đấy, không tặng dây dắt, đây chính của hãng thân dài em nhá, này nó cả mã vạch tôi mới nhá, 100% khẳng định là hàng hãng của xe là sao, sai em chịu trách nhiệm đấy, vì em làm việc trực tiếp với xe là sao. Tiếp theo cục đẩy BOCG, BOCG của hãng BOCG có tên là AC4850, hàng hãng nhá, hàng hãng mới tinh hết nhé, tất cả hàng mới tinh hết, thân dài 64 sò, cái này sẽ sò sen ken đó. Em đã phân tích rồi, tức là tất cả cục đẩy này em đều có những bài đánh giá chi tiết trên YouTube rồi. Cục đẩy BOCG đơn giá em bán tại thời điểm này là 8.500.000 đồng, xuất xứ Trung Quốc, trọng lượng là 26.4 kg, thông số kỹ thuật là 64 sò sen ken, và công suất của nó đánh 8 ôm là 800W trên một cây. Đây chính là cục đẩy BOCG, giá cực kỳ sốc luôn nhé, thời điểm này bởi anh Nguyễn là nhập số lượng rất lớn cho nên là nhập trực tiếp cho nên là giá hợp lý nhé, cũng chưa có ship nhé. Cục đẩy này vào trong Sài Gòn khoảng mất tầm 200.000 tiền ship. Đấy, mà miền Trung không đến, Hà Nội hơn 100.000, cũng không tặng giấy dắt, không bao ship, là giá 8.500.000 đồng. Tiếp tục cục đẩy CA 20 thì em có 3 màu, một màu cam, màu này màu bã trầu, màu xanh, sử dụng 52 đèn dòng Transito. Đấy, thì những cục đẩy em có những bài đánh giá rồi. Hiện tại công ty đang bán là CA20 là 8.400.000, xuất xứ Trung Quốc, thông số kỹ thuật 52 sò, hai quả dầu á, cục đẩy 2 kênh, công suất là 1.100W trên một kênh. Tức là cục đẩy này rất phù hợp cho đánh dòng loa súp, à súp nhá, bởi tiếng của nó rất, dòng xe ấy, là tiếng nó rất là tròn, nó ấm mà cũng phù hợp đánh loa 725. Tức là cục đẩy này đánh được một đôi súp kép 50 từ lớn thoải mái, hoặc đánh đôi 725, em đang nói từ lớn nhé, từ 2-100, check từ 17 thoải mái, dư công suất. Đây là cục đẩy CA20 đây, giá cửa hàng đang cung cấp là 8.400.000, không bao ship, không tặng giấy dắt. Là cục đẩy nếu mà ship của nó vào trong Sài Gòn cũng chỉ hơn 200 một chút. Cục đẩy nó trọng lượng nó tầm hơn 30 cân mới nhá, hơn 30 cân. Tiếp tục cục đẩy Chris CA30, cục đẩy này cục đẩy công nghệ mới, nó cũng chạy sò Chasito. Cục đẩy này em đã có những bài đánh giá rồi, cục đẩy là màu ánh tím, 64 đèn, cục đẩy là cực khỏe, chuyên để trị khuất những dòng loa súp kép 725 là công suất lớn. Thì dòng này công ty em cung cấp là 8.700.000, xuất xứ Trung Quốc, trọng lượng là 44.2 kg, thông số kỹ thuật đời 2 kênh, công suất là 1.500W trên một kênh, 64 sò, 4 quả gió. Thì cái cân này em cân để không nhá, thì những dòng này rất ưa đánh súp, đánh những dòng loa mà có tư lớn đấy, tư lớn và coi, tức là cái coi của nó ấy, nhiều lớp. Đây em ví dụ đây, đây các anh nhá, đây chính là một cái côn loa, đây là cái em phân tích này, đây là loa này, đây là cái màng loa, đây nhận loa và đây coi loa, đặt trong một từ trường thì cục đẩy này nó sẽ rất phù hợp với những dòng loa mà côn lớn nhiều lớp, từ cái đánh là 8 ôm, tức là cái khi người ta dùng cái đồng hồ nó kẹp vào đây đúng không, thì được 8 ôm, tức là cái lội chảo đó, tức là nó 8 ôm đấy, tức là khi gọi loa 8 ôm 4 ôm thì đấy chính là cái ý nghĩa của 4 và 8 thế nào đó nhá. Đây em đã lấy một cái loa rất là đẹp, em bóc ra anh em xem, không đây là dòng loa bãi, em bóc thử qua ra xem cái kiểm tra cái coi loa như nào thì nó rất là đẹp, lung linh luôn đấy. Thì cái loa ngoài là nó quấn 4 lớp này, 4 lớp, tức là 4 lớp đè lên nhau này đấy. Đây là nhận loa. Thì cục đẩy CA30 công ty thì anh Nguyễn đã cung cấp là 8
1.700.000 chưa bao ship. Đây là thông số các bác nhá, nhìn thông số này. Cho nên khi các bác nhìn thông số này là các bác là điện cho em là các bác ví dụ muốn mua bác đặt hàng ngay, bởi vì là cái thông số này em đã nghĩ chính xác rồi. Đánh súp kép thoải mái, đánh 725 thoải mái, một đôi súp kép thoải mái, đôi 725 thoải mái, cái này có thể đánh được một đôi 725 cộng với một đôi 745, tức là từ 22 họng 100. Em có quy đổi về loa nhé, là từ 22 họng 100. Đấy, tức là họng là 100 là tức là cái đường kính này là 10 cm, 100 tức là người tính đơn vị là mini. Đấy, 100 mini. Đây đường kính này. Là như vậy. Thế đây cụ đẩy có giá là 8.700.000 đồng chưa bao ship. Cụ đẩy này là 8.400.000 cho ship để thông số kỹ thuật với nhá. Và đánh xúc kết thoải mái, bài là thoải mái. Cụ đẩy BOCG của hãng công ty 4850 thân dài 8.500.000, trọng lượng là 26.4 6 từ sò, giá chưa bao ship, chưa tặng ai rắc. Cục đẩy xa 2009 thân dài 5.500.000, cục đẩy xa 4009 8.500.000, bắt đầu em áp dụng từ ngày hôm nay, từ ngày hôm nay không nhá, từ ngày hôm nay tất cả giá này báo chưa bao ship, không tặng ai rắc, mà những cái phí vận chuyển xa nhất từ đây vào Sài Gòn thì em ước tính khoảng tầm 200.000. Ví dụ cụ đẩy này bác chỉ giá là 5.700.000, cụ đẩy này bác chỉ là 8.700.000 đúng không, cộng 200, khoảng 200 một chút đấy, thì em sẽ làm trong vòng 10 ngày sau tất cả giá em sản phẩm em sẽ thông báo trực tiếp cho bác đó, xem vừa là dễ mua đúng không, vừa dễ là bán đấy, vừa dễ mua thì bán, và khẳng định đây là hàng chất lượng nhá, mới tinh còn nguyên thùng nguyên hộp. Đây ví dụ cụ đẩy BOCG em còn nguyên thùng nguyên hộp này, đây đấy mới tinh này. Đấy, thông tin của cụ đại BOG mới tinh. Bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 583 410. Thì bây giờ các bác nhớ, nhà em sẽ có hai số điện thoại cung cấp này. Thứ nhất là số điện thoại tư vấn bán hàng là 0936 583 140. Số điện thoại thứ hai, điện thoại tư vấn kỹ thuật là 0968 984 140. Đọc lại nhá, số điện thoại là tư vấn bán hàng là 0936 583 140.